Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để lên dây cót cho chiếc đồng hồ Karatip cơ này. Thực tế mình sử dụng thì chiếc Karatip này có một cái thời lượng chữ pin mà cá nhân mình thấy thực tế là và khách hàng feedback lại thì là đánh giá nó còn tốt hơn những chiếc đồng hồ Seiko 5. Để mà lên dây cót thì chiếc đồng hồ này nó có hai chế độ, một là lên cót thủ công và lên cót tự động. Lên cót tự động là tức là các anh chị và các bạn chỉ cần đeo và có cổ tay chuyển động thì nó sẽ tự tích hợp những cái động năng đó chuyển biến thành mức pin đi để cho chiếc đồng hồ này chạy. Và một cái thứ hai đến là cái vặn cót thủ công. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn, ví dụ như trong hợp chúng ta vừa nhận được chiếc đồng hồ này từ WinStore thì anh chị và các bạn sẽ cái nút này, nút chỉnh giờ này ta vẫn để ấn bên trong để vẫn ấn vào nhá, chứ không phải rút ra để chỉnh giờ đâu, ta vẫn ấn và anh chị vặn theo chiều, xoay theo chiều kim đồng hồ khoảng tầm 15 lần, đừng vặn quá 15 lần mà thôi. Đấy là cách điều chỉnh cót bằng thủ công. Sau đó anh chị để đồng hồ theo phương ngang như thế này. Đây, theo phương ngang như này nhá, chứ không phải như này lắc này đâu, mà ta để nằm ngang, tức là song song với mặt đất. Sau đó anh chị lắc như này, lắc đưa sang hai, đưa sang này, khi lắc nhớ giữ chặt chứ không bay cả đồng hồ đấy ạ, khoảng tầm 45 lần. Chỉ cần như thế là nó đã tích trữ được năng lượng rồi. Và anh chị nhìn cái này không, như thế nó đang chạy đấy ạ. Đồng hồ này không có kim dây nên anh chị sẽ không nhìn thấy kim dây chuyển động đâu, và anh chị sẽ nhìn thấy đấy, nhìn thấy cỗ máy nó chạy đấy, như này nó đang chạy đấy. Và anh chị lưu ý là trong quá trình đeo đồng hồ ấy thì những người lao động chân tay nhiều thì chiếc đồng hồ sẽ tích được pin nhiều hơn so với những người ngồi văn phòng. Lý do khi chúng ta ngồi văn phòng, ví dụ như mình đeo đồng hồ cơ thì thường pin trữ không được nhiều, thì chúng ta đeo cổ tay này và cổ tay đã đa phần sẽ đặt cố định này, ngồi đánh chuột có chuột, đồng hồ gần như không chuyển động. Nhưng với những người lao động chân tay, mình mới ví dụ những người mà shipper chẳng hạn này, những người thợ xây, thợ mộc, những người mà cổ tay họ luôn luôn cử động thì chiếc đồng hồ sẽ được tích trữ pin nhiều hơn. Đấy là nguyên lý hoạt động của đồng hồ cơ. Cái này thì mình nói là nói với những ai mà ít đeo đồng hồ cơ và chưa biết thôi, chứ còn đương nhiên những người mà sành thì sẽ biết chắc chắn điều đấy rồi. Nên những ai mà đã biết rồi thì thông cảm. Đấy, vâng, anh chị lưu ý nhé, mình xin nhắc lại. Một là vặn theo chiều kim đồng hồ, vẫn để nút này 15 lần. Hai là ta để theo chiều phương ngang song song với mặt đất và lắc đi lắc lại khoảng tầm 45 lần. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.